lên một cặp bi-pha đã là rất sáng. Nhưng nếu anh em đam mê ánh sáng và muốn sáng hơn nữa thì làm cặp bi gầm. Ở xe này nguyên bản là chưa có đèn gầm thì anh em cần làm thêm dưỡng gầm và sơn xi cho đẹp lại, cân đối hai bên. Khi đẹp như này rồi thì việc đăng kiểm không ai làm khó cả, vì tiêu chuẩn đăng kiểm cho phép độ thêm đèn gầm, nhưng phải lắp hai bên cân đối với nhau. Hôm nay em sẽ lựa chọn mã X-Line F10 với công suất cốt là 35W, pha là 40W. Ở phân khúc hôm nay thì em sẽ chọn màu ánh sáng là màu 4300, cho ánh sáng màu vàng lắng cực kỳ bám đường, vì trên là trắng rồi thì dưới hoặc là vàng ươm 3000K hoặc là bù vàng lắng này thì sẽ hiệu quả hơn, chứ trắng nữa thì nó hơi đồng màu ở trên, nó không phát huy tác dụng được. Đây là đèn gầm mấy độ thêm, còn đây là đèn cốt. Thực tế đèn của anh Giang rất là sáng rồi, nhưng Giang mới sáng hơn nữa nên đã lựa chọn thêm bi gầm với giải màu ánh sáng 4300 kỳ bám đường. Đây ạ, 4300 sáng.